Vua Quang Trung là một vị vua tài giỏi, bách chiến bách thắng trong lịch sử của nước ta. Trong cuộc đời cầm quân đánh trận, ngài chưa bao giờ bị chiến bại. Sau 20 năm chinh chiến và 3 năm trị quốc, khi tình hình đất nước bắt đầu ổn định, vua Quang Trung đột ngột qua đời ở tuổi 39, ở độ tuổi được coi là tráng niên, đã khiến người đời lúc đó cực kỳ sửng sốt. Cái chết của ông có nhiều điểm không rõ ràng và tới ngày nay vẫn còn nhiều giai thoại kỳ lạ lưu truyền trong nhân gian. Mới đây, các nhà sử học đã có nhiều phát hiện mới về sự thật phía sau cái chết ông, sau khi tham khảo các tài liệu nhà Nguyễn để lại. Vậy rốt cục, vua Quang Trung đã mất như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu điều đó trong video ngày hôm nay. Ngày mất thật sự của vua Quang Trung. Về ngày mất của vua Quang Trung, Đại Nam Liệt Truyện ghi là ngày 29 tháng 9 năm Nhâm Tý 1792. Hoàng Lê Nhất Thống Chí thì viết chung chung là vào tháng 8. Tuy nhiên, một số tài liệu khác như Tây Sơn Thực Lục thì ngày đó lại là ngày 30 tháng 7. Trong bài thơ Thu Phụng Quốc Tang Cảm Nhật phần nguyên dẫn, Phan Huy Ích cũng ghi rằng ngày 30 tháng 7 thì vua Quang Trung trầu trời. Vậy đâu mới là ngày mất thật và tại sao lại có sự chênh lệch nhau 2 tháng? Trong cuốn Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung, tiến sĩ Đỗ Bang đã dẫn một tư liệu rất có giá trị để giải thích cho sự chênh lệch thời gian. Tư liệu đó là bức thư của ông Longer gửi cho ông Vladin vào ngày 21 tháng 12 năm 1792 có đoạn viết: "Ông Lamorty cũng báo cho tôi rằng cái chết của vua Quang Trung đã được giữ bí mật gần 2 tháng trời, bây giờ mới được công bố bởi một sắc lệnh bắt buộc toàn quốc phải chịu tang vị hoàng đế anh minh của mình. Nhưng chúng tôi chưa biết ông ấy mất vì bệnh gì." Tiến sĩ Đỗ Bang cho rằng, do thời điểm vua Quang Trung mất, trong nước thì quân của Nguyễn Ánh đã về Gia Định, ngoài thì nhà Thanh vẫn còn nuôi bụng báo thù. Bởi vậy, Tây Sơn phải giấu tin vua mất để lo ổn định triều đình và an táng xong mới phát tang để tránh bị kẻ thù lợi dụng tấn công. Qua những dữ kiện vừa nêu, ta có căn cứ để đồng tình với tác giả Đỗ Bang về thời điểm cái chết của vua Quang Trung vào tháng 7 năm 1792. Tuy vậy, ngay trong chính cuốn sách của tác giả Đỗ Bang cũng đang nói rằng, theo niên biểu Việt Nam thì tháng 7 năm Nhâm Tý năm 1792 là tháng thiếu nên không có ngày 30. Không lẽ một người như Phan Huy Ích lại có sự nhầm lẫn như thế? Do vậy, vẫn chưa thể kết luận chính xác về ngày mất của nhà vua. Bên cạnh đó, phần mộ vua Quang Trung cũng là một đề tài thu hút rất nhiều nhà nghiên cứu nhưng chưa có lời giải đích xác. Theo chính sử triều Nguyễn thì lăng Quang Trung ở Nam Sông Hương và lăng này đã bị nhà Nguyễn phá nát khi Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn. Tuy nhiên, sự hoài nghi khu lăng bị phá hủy chỉ là giả cũng có căn cứ, bởi vì trước lúc mất, vua Quang Trung đã rất ý thức về thế lực của Nguyễn Ánh. Ngài đã di ngôn cho đại thần Trần Quang Diệu, khi ta chết rồi, bọn ngươi nên cùng nhau giúp Thái tử Sớm Thiên đến Vĩnh Đô, Nghệ An để khống chế thiên hạ. Không thế thì quân ở Gia Định lại bọn ngươi chết không có đất chôn đấy. Nếu như đã di ngôn như thế thì có lẽ vua Quang Trung cũng đã chỉ đạo táng mình vào một nơi bí mật để tránh bị trả thù đàng mộ. Tất nhiên chuyện đó nếu có thì cũng chỉ có vài đại thần được biết. Mặt khác, khi sứ nhà Thanh sang phúng viếng, triều đình Tây Sơn đã không cho vào Phú Xuân mà xây một lăng mộ giả ở ngoài Bắc Thành, Thăng Long để cúng tế. Sự kiện đó cộng với sự kiện giữ tin vua mất một thời gian đủ để ổn định tình hình và lo tang chế xong mới phát tang, cho phép chúng ta tin rằng lăng mộ ở Phú Xuân chỉ là một bức bình phong cho người đời nhìn, còn lăng mộ thật đã được bí mật an táng ở nơi khác. Tuy nhiên, sự thực phần mộ của ngài ở đâu thì đến nay chưa có câu trả lời. Bí ẩn cái chết. Đại Nam Liệt Truyện viết về nguyên nhân Nguyễn Huệ chết rất thần bí như sau. Một hôm, về buổi chiều, Huệ đương nhiên ngồi bỗng nhiên tối mắt, thấy một ông bạc đầu từ trên trời xuống, mặc áo trắng, cầm gậy sắt, mắng rằng: "Cha ông mày sinh ra ở đất nhà vua, đời đời làm dân nhà vua, mày sao dám phạm đến lăng tẩm?" Rồi lấy gậy đánh vào trán, Huệ tối sầm mắt ngã vật ra một lúc lâu mới tỉnh. Cũng theo cuốn sử này, sau khi bị thần nhân đánh, Quang Trung ngã bệnh, rồi bệnh ngày càng nặng và băng hà. Câu chuyện này rõ là chỉ nhằm ngụ ý rằng nhà Nguyễn là chân mệnh thiên tử, nên ai đụng đến sẽ bị thần nhân tru diệt
để đề cao nhà Nguyễn. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu đời nay cho rằng, loại bỏ yếu tố thần linh ra thì những triệu chứng như mô tả có thể phỏng đoán Vua Quang Trung bị mắc bệnh cao huyết áp do làm việc quá căng thẳng, suy nghĩ nhiều dẫn đến tai biến mạch máu não. Chiếc áo ấm của vua Càn Long. Chuyện chiếc áo ấm mà Càn Long, vua Thanh cẩn tặng vua Quang Trung để mặc lúc ngự hàn là một nghi vấn nằm trong những nghi vấn khác mang tính khó tin nhưng có thật. Vì chỉ có nó mới có thể nói lên cả một kế hoạch lâu dài của nhà Lý xuống tàu dưới triều Càn Long quyết hại chết vua ta để trừ mọi hậu họa nơi bờ cõi phương Nam của họ. Sách Ngụy Tây Liệt Truyện của Bộ Sử Ký Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện, quyển 30 trang 42. Các sử quan triều Nguyễn ghi như sau. Một hôm về chiều, Quang Trung đang ngồi, bỗng say sẩm tối tăm, thấy một ông già đầu bạc từ trên trời xuống, mặc áo trắng, cầm gậy sắt mắng rằng: "Ông cha ngươi sống ở đất của Chúa, đời đời làm dân của Chúa, ngươi sao dám phạm đến lăng tẩm?" Rồi lấy gậy đánh vào trán, Quang Trung mê man ngã xuống, bất tỉnh nhân sự lâu lắm. Lúc tỉnh dậy, nhà vua đem việc ấy nói với quan trung thư Trần Văn Kỷ. Từ đó bệnh chuyển nặng mới triệu quan trấn thủ Nghệ An Trần Quang Diệu về bàn bạc để rời đô ra đó. Thượng nghị chưa xong thì thế tổ ta đã lấy lại được Gia Định, chiếm Bình Thuận, Bình Khang, Diên Khánh, thành thế chấn động. Quang Trung nghe được lo buồn, bệnh ngày càng kịch liệt. Đọc sử Việt Nam có rất nhiều cách giải thích khác về cái chết của vị anh hùng dân tộc của chúng ta, nhưng không mấy hấp dẫn. Do đó, người viết phải tìm thấy thêm trong Đại Thanh Thực Lục và Đông Hoa Toàn Lục, sử Trung Quốc ghi rằng năm Càn Long thứ 58, vào tháng 1 năm 1793, Quách Thế Huân khấu báo lên Càn Long là An Nam Quốc Vương Quang Trung đã chết vì bệnh. Càn Long hơi giật mình rồi như đang suy nghiệm một điều gì đó có thể đúng với dự tính trước đó của ông ta. Phải chăng vua Thành đã biết trước được một chuyện gì chăng về cái phải xảy ra với vua Quang Trung? Theo hắn ta phải sớm hơn, vì khoảng 6 tháng sau ngày vua Quang Trung băng hà, Càn Long mới biết tin. Tại Bắc Kinh, trước lúc đó, Vũ Văn Dũng được tiết mật, vị trưởng đoàn sứ thần này xỉu đi. Khi tỉnh lại, liền gấp rút từ Tạ Vô Thanh mà trở về Phú Xuân ngày. Vua Quang Trung mất mạng mùa thu năm 1792, nửa năm sau Mãn Thành mới biết và cho người sang báo tàng. Sự chậm trễ này không phải do Quách Thế Trung, mà chính do sự sắp đặt của Hoàng Triều Phú Xuân muốn làm vậy. Trong Đông Hoa Toàn Lục đã ghi lại ý trách móc của Càn Long. Quốc vương Nguyễn Quang Bình đã mất ở Nghệ An vào tháng 9 năm ngoái. Vua Càn Long liền cổ trách người đưa tin như thế là quá chậm, chắc bây giờ đã tống táng rồi. Sự việc rõ ràng bên trong có dụng ý riêng, vì không phải báo về cái chết của Nguyễn Quang Bình chậm mà còn sai chỗ nữa, Phú Xuân chứ không phải Nghệ An. Mặt khác, Phú Xuân còn cho làm mộ giả của vua bên Hồ Tây để đón sứ thần Mãn Thanh sang Phúng Điếu. Sứ Thành đến, muốn vào thăm Phú Xuân, triều thần Tây Sơn nhất định không cho, còn tìm mọi cách đánh lạc hướng như dẫn họ lên tận Sơn Tây. Vì sứ Thành phát hiện, triều thần Tây Sơn mới chịu dẫn họ trở lại, nhưng chỉ dừng ở Thăng Long mà thôi. Những việc nhà Thanh làm rất mâu thuẫn và bí mật, nhất là việc đòi phải đến tận Phú Xuân xem xét. Năm 1789, chính Thành Lâm không chịu vào Phú Xuân để phong vương cho vua Quang Trung. Lần đầu sau khi phạm công trị đóng vua Quang Trung giả mà chỉ tại Thăng Long, vì lý do không được trái lệ thường. Các triều đại trước, mỗi khi Trung Hoa cho sứ sang nước ta làm lễ phong vương đều thực hiện tại Thăng Long theo lệ của các vua Trung Hoa, nhưng lần này lại đòi vào tận Phú Xuân để điếu tang. Tại sao triều thần Tây Sơn không cho Thành Lâm vào Phú Xuân? Cũng như vua Quang Trung luôn cho người giả mình để tiếp xúc với nhà Thanh. Tất cả mọi nghi vấn như thế này chỉ có vua Quang Trung và các cận thần của ông ta mới biết. Ngày nay, chúng ta sao có thể suy đoán rằng triều thần Tây Sơn sợ các thầy địa lý tàu, yếm bùa, yếm ngãi nơi mộ vua Quang Trung. Giai đoạn xã hội lúc đó, chuyện xảy ra như thế này không phải là không có. Lại có một truyền thuyết phổ biến được nêu trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Tác phẩm này viết rằng vừa lúc ấy thì vua Quang Trung bị bệnh rồi mất. Hôm ấy, nhằm ngày mùa thu, tháng 8 năm Nhâm Tý, 1792, sau khi lên ngôi hoàng đế được 5 năm. Trước đó, khi sứ nhà Thanh sang phong, vua Thành đã ban cho vua Quang Trung chiếc áo bào, trong có thêu 7 chữ bằng kim tuyến, xa tâm chiết trục, đa điền thử. Bấy giờ không ai hiểu ra sao, thì ra đến lúc này mới nghiệm. Xa tâm chiết trục, đa điền thử,
nghĩa đen là bụng xè gãy trục, nhiều chuột đồng, chữ Sa và chữ Tâm hợp lại thành chữ Huệ, tên vua Quang Trung. Chuột thuộc về Tý, ý nói năm Tý vua Quang Trung chết. Liệu có bàn tay ám hại ngầm của Thanh Triều hay không? Điều đó khó mà biết được. Tuy nhiên, ý chí nung nấu báo thù của vua Cảm Long mâu thuẫn với những cách đối xử với vua Quang Trung của Thanh Đế là rất đáng ngờ. Sau trận chiến năm 1789, hai nước lại giao hảo nhờ tài khôn khéo của Ngô Thì Nhậm. Cảm Long đối với vua Quang Trung rất mềm mỏng. Việc xin bỏ lệ cống người vàng từ nhà Minh xin bỏ được ưng thuận. Rồi trước khi Quang Trung mất, đã xin hỏi cưới công chúa nhà Thanh, lại đòi đất Lưỡng Quảng. Việc cưới công chúa là việc nhỏ, nhưng đòi đất là việc lớn, thế mà Càn Long đồng ý ngay. Trong khi đó, sau này, Nguyễn Ánh sang xin đổi quốc hiệu là Nam Việt, thì Thanh Triều lại sợ Nam Việt bao gồm cả Lưỡng Quảng nên đổi lại là Việt Nam. Vậy mà Quang Trung dâng một tờ biểu lại được ưng thuận, việc đâu lại dễ dàng như thế. Thêm nữa, trong cuốn sách của tiến sĩ Đỗ Bang đã nêu ở trên, tác giả đã dẫn ra một chỉ dụ của Càn Long trong việc tiếp đãi đoàn sứ bộ do vua Quang Trung giả sang chầu như sau. Lại tính mỗi ngày tiêu 4.000 lạng bạc mà Nguyễn Quang Bình vừa đi vừa về mất 200 ngày thì phải chi dùng hơn 80 vạn lạng. Giá lấy số tiền ấy mà làm quân phí đem sang đánh báo thù cho bọn Hứa Thế Hanh còn hơn. Trẫm sở dĩ không dùng binh ở An Nam là vì trẫm tiếc của và thương dân. Lẽ nào Phúc Khang An lại không hiểu ý đồ của Trẫm ư? Như thế thì đủ thấy vua Thanh còn ôm hận và đang nung nấu chuyện báo thù, chứ không thực bụng muốn hòa hiếu. Tuy nhiên, giả thiết nhà Thanh tẩm thuốc độc vào chiếc áo rồi Quang Trung mặc vào lâu ngày bị chất độc ngấm ra, gây bệnh rồi chết thì có vẻ không thuyết phục. Bởi lẽ là những cựu thù, những món quà tặng nhau người ta còn đang xem xét tỉ mỉ, không thể dễ dàng sử dụng. Thêm nữa, chiếc áo lại có dấu hiệu khả nghi là thêu 7 chữ như đã nói thì lại càng khiến người ta cảnh giác. Việc hai chữ Sa và Tâm ghép lại thành chữ Huệ thì không lý gì các nho thần của Quang Trung lại không biết, vì nó không có gì là khó khăn. Tóm lại, giả thuyết vua Quang Trung chết vì bệnh có thể là gần sự thật hơn cả. Nhà vua có thể từ lâu đã bị cao huyết áp, xung phà trận mạc vào Nam ra Bắc, lại là lãnh tụ làm việc với cường độ cao. Đã vậy, trong cung có nhiều cung tần mỹ nữ. Việc ra đi đột ngột như vậy có thể là do làm việc quá sức dẫn đến tai biến mạch máu não. Dù sao, giả thuyết vẫn chỉ là giả thuyết thôi, bao giờ cũng khập khiễng và để lại nhiều nghi vấn. Vua Quang Trung được chôn cất ở đâu? Trước khi biết mình không thể qua khỏi, vua đã cho mời hai trọng thần Trần Quang Diệu và Trần Văn Kỷ đến bên giường, dặn dò rằng việc chôn cất phải sơ sài, trong một tháng phải xong. Đồng thời nhanh chóng phò thái tử sớm về Phượng Hoàng Trung Đô ở Nghệ An để khống chế thiên hạ. Nếu không thì binh gia định đến, bọn người không có chỗ chôn. Quang Trung qua đời, thái tử Quang Toản lên kế ngôi, hiệu Cảnh Thịnh, và việc băng hà của vua cha được giữ bí mật tuyệt đối vì các thế lực đang lăm le. Phương Bắc là quân Thanh, phía Nam là quân Gia Định, còn các thừa sai Thiên Chúa Giáo thì ở cạnh, âm mưu tranh giành quyền lực với Nguyễn Nhạc và cả Nguyễn Ánh. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, việc vua Quang Trung băng hà được giữ bí mật tuyệt đối ngay cả với quần thần. Ngay cả La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp mà cũng không biết vua mất. Khi biết thì cũng không được vào vì đường xá canh nghiêm. Còn đối với các thừa sai Thiên Chúa Giáo, dù ở gần, nhưng cái chết của vua Quang Trung chỉ được họ ghi nhận sớm nhất vào cuối tháng 12 năm 1792 bởi lá thư của ông Long Cơ, một vị giám mục cai quản địa phận Tây Bắc Hà nhưng vẫn chưa dám chắc. Ông Xuân dẫn dữ liệu cho biết, để đối phó với nhà Thanh, sau khi lên ngôi, Thái tử Quang Toản đã cử Ngô Thì Nhậm dẫn đầu một đoàn ngoại giao qua Trung Quốc báo tang và xin tấn phong vua mới. Để che giấu hành vi đối phó của mình, sứ đoàn báo vua Quang Trung đã mất vào tháng 9 âm lịch, chậm hơn 2 tháng so với lúc vua mất và táng ở Linh Đường, Hà Nội. Muốn giữ được bí mật tuyệt đối thì chỉ còn cách táng vua ngay tại cung điện, từ đó cung điện trở thành lăng mộ của vua. Bên cạnh đó, trong bài thơ Cảm Hoài do Ngô Thì Nhậm viết khi sang Trung Quốc báo tin vua Quang Trung mất, có chú một đoạn rằng cung điện Đan Dương là sơn lăng phụng chứa bảo y tiên hoàng ta. Như vậy, cung điện của vua Quang Trung là Đan Dương. Sau khi vua mất phải táng ở đây để giữ bí mật và nó trở thành Đan Lăng, theo ông Nguyễn Đắc Xuân. Tuy nhiên, việc giữ bí mật nơi táng vua Quang Trung không thể qua mắt được bà Ngọc Tuyên, cô ruột của Nguyễn Ánh.
cùng với sự chống phá nhau quyết liệt trong nội bộ triều đình dưới thời vua Cảnh Thịnh. Sử liệu và lập luận của ông Nguyễn Đắc Xuân được cho là phong phú và khá logic. Dù vậy, giới nghiên cứu vẫn đưa ra những giả thuyết khác cũng không kém phần thuyết phục. Tiếc rằng vua đã mất sớm, chứ không lãnh thổ của tộc Việt sẽ được mở rộng. Nước Việt đã có thể là một siêu cường ở Á Châu. Lịch sử nước Việt sẽ được viết lại hào hùng hơn vì ngài là một vị vua có đầu óc canh tân đất nước, mong thoát khỏi lệ thuộc vào Trung Quốc. Chỉ mới có 5 năm ở ngôi mà vua đã làm được bao điều như phổ biến chữ Nôm, chủ trương dùng chữ Nôm để thay thế chữ Hán, mở nhiều thương cảng để bang giao với phương Tây. Có thể gọi là một vị vua anh minh, nhân tài một thủa, sánh như vua Thiên Hoàng Minh Trị của Nhật Bản sau này. Vua mất, nước ta đã mất một cơ hội được canh tân phát triển. Một nước Việt dù nhỏ, nhưng có một nhà vua hùng tài đại lược như vua Quang Trung, vận nước đã có thể xoay chuyển theo hướng tích cực. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.